Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vâng, thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là một cặp vợ chồng ở tại Texas, họ quyết định sinh con tại nhà, xong rồi khi mà đứa nhỏ được 3 ngày tuổi đó thì mới đưa đến văn phòng của ông bác sĩ nhi khoa quen thuộc của gia đình để mà khám. Thì đây là ông bác sĩ, thì khi mà khám là ngày 24 thôi quý vị, lúc đó ông bác sĩ nói là đứa bé hoàn toàn bình thường. Thế là họ đem đứa nhỏ về, nhưng mà vợ chồng này nói là chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ đến buổi chiều đó, thì ông bác sĩ ổng mới gọi lại, ổng nói là khi mà ổng làm một cái test, nó gọi là bilirubin test đó, thì phát hiện là cái chất mà bilirubin, cái level ở trong người của đứa nhỏ đó, nó đến 21.7mg lận, nghĩa là cao hơn thông thường. Cho nên là ông nói là ông muốn hai vợ chồng này đó đem đứa nhỏ vào bệnh viện để mà chữa trị. Tại vì thứ nhất có một cái dấu hiệu vàng da nhẹ, và khi mà cái chất mà cái level mà nó cao như vậy đó thì có thể nguy hiểm cho tính mạng vân vân. Tại vì cái chất này đó thường là theo như ông bác sĩ ông nói là để mà tìm những cái căn bệnh như là bệnh gan, thiếu máu hay này nọ vân vân. Thì nhưng mà vợ chồng này đó thì họ lại gọi điện cho cái bà mụ mà lúc đầu đỡ đẻ đó, thưa quý vị. Thì người phụ nữ này với kinh nghiệm của mình đó thì bà nói là nghe đó thì nó cần lưu ý nhưng mà nó không có quá nghiêm trọng. Và bà nói là nếu mà vàng da đó thì hiện nay ở các văn phòng bác sĩ họ có những cái phương pháp mà thật sự là chẳng hạn như văn phòng bác sĩ có thể đưa những cái thiết bị mà chắc rọi đèn hay cái gì cho baby á quý vị, để ở nhà tự chữa được, rồi đeo cái gogo chụp vào mắt đứa nhỏ mỗi ngày cho nằm dưới cái đèn khoảng trong bao lâu đó là nó hết. Thì người phụ nữ này nói như vậy, và hai vợ chồng họ quyết định là đi order mấy cái máy rọi đèn rồi mấy cái chăn mền để mà chữa tại nhà. Có thể là tại vì gia đình này họ không có giàu có, nếu mà đem vào bệnh viện thì nhiều khi tiền nhiều quá, mà cái vàng da là một cái chuyện mà hết sức là bình thường, chẳng hạn như vậy, chỉ như vậy thôi. Thế nhưng ông bác sĩ đó thì ổng cứ khăng khăng, ổng tiếp tục ổng gọi lại nữa, ổng nói là nếu như mà trong vòng ngày mai không đem đứa nhỏ vào bệnh viện đó thì ổng sẽ gọi cho sở xã hội. Thì ở đây không biết tại sao ông bác sĩ này ổng lại quá như vậy. Thì hai vợ chồng này họ vẫn tiếp tục chọn lựa là giữ đứa nhỏ ở nhà để mà tự chữa, và thật sự ông bác sĩ này ổng gọi sở xã hội thật, thưa quý vị. Thì người ở sở xã hội đó đến ngày 25, nghĩa là đứa nhỏ mới được có 4 ngày thôi, 4 giờ sáng, một người của sở xã hội đi cùng với cảnh sát đến đập cửa nhà của hai vợ chồng này lúc 4 giờ sáng, yêu cầu là hai vợ chồng này đưa đứa nhỏ ra, đưa vào trong bệnh viện liền. Nhưng mà cái anh chồng này đó thì ảnh cũng biết luật một chút, ảnh nói là nếu mà không có lệnh từ tòa án mà họ không có làm gì sai đó, ảnh không có mở cửa cho vào. Thì thế là tất cả đi về, và một tiếng đồng hồ sau, 5 giờ sáng lại tiếp tục quay trở lại, mà lần này đó cái người của sở xã hội đem theo xe cứu thương nữa, thưa quý vị. Nói là đứa nhỏ của mấy người đó đang bị nguy kịch lắm rồi, phải đưa vào trong bệnh viện. Thì anh chồng ảnh tiếp tục ảnh không mở cửa và họ đi về. Thế là đến ngày 30, nghĩa là 5 ngày sau, thì phía cái người sở xã hội đó lấy được lệnh của tòa án. Thứ nhất là lấy đứa nhỏ đi với cái lý do là lo sợ cho nguy hiểm của đứa nhỏ, nhưng mà còn quá đáng hơn là lấy luôn một cái lệnh bắt giữ anh chồng. Thì không biết là họ điều tra như thế nào, thì họ có cái lệnh bắt là nói là thứ nhất ảnh sở hữu một cái loại thuốc cấm, và thứ hai nữa là ảnh bị dính cái tội là cản trở chính quyền thực hiện cái nhiệm vụ của mình bảo vệ cho đứa nhỏ.
thì cái ngày 30 mà cái người sở xã hội đến á, thì anh chồng không có nhà, cho nên là họ có cái lệnh từ tòa, thế là bắt đứa nhỏ đi, bắt đi từ đó cho đến ngày hôm qua mới trả về, gần 20 ngày. Còn anh chồng đó buổi chiều ngày hôm đó đi làm về, tại vì có lệnh bắt cho nên cảnh sát ở chờ, bắt liền ngay lập tức luôn. Thì cái chuyện này bây giờ nó nổ ra như vậy, chỉ đến khi mà hai vợ chồng này đó họ được một cái văn phòng luật ở địa phương nhận giống như là giải quyết cái vụ này thì sở xã hội mới trả con về cho họ và họ quyết định là họ kiện. Thì rất nhiều người Mỹ trắng ở trong khu vực này họ nói cái bệnh vàng da đó không có cái chuyện gì lớn hết. Mấy chục năm trước tất cả các gia đình họ đều có thể tự chữa ở nhà, thì không hiểu tại sao cái văn phòng của cái ông bác sĩ và cái sở xã hội ở tại Texas lại làm quá lên, bắt bớ người ta như vậy. Thì bây giờ phía văn phòng luật đó họ nói là có thể là tại vì hai vợ chồng này là người gốc Phi Châu cho nên đã bị cái yếu tố kỳ thị trong này. Trong khi đó một chiến tranh tiếp tục diễn ra giữa dân biểu tại Hạ viện Hoa Kỳ, người theo đảng Cộng Hòa và ủng hộ ông Trump hết mình, đó là dân biểu Jim Jordan. Ông đắc cử và đó cũng là lý do ông nghĩ rằng phục vụ cho cử tri của mình ủng hộ ông cựu Tổng thống Trump. Vì thế ông quyết định cứ bắt buộc đòi phe công tố ở New York, ông Alvin Bragg, phải cung cấp hồ sơ điều tra ông cựu Tổng thống Trump và khiến cho ông phải xuất hiện ở ngoài tòa. Thực ra khi mà phe công tố New York tuyên bố truy tố ông Trump á, thì bùng lớn lên cái chuyện và dẫn đến việc mà ông Jim Jordan hiện nay dân biểu này đó là nói rằng phe công tố New York lạm dụng quyền lực, bởi vì theo ông cái tội mà cung cấp tiền bịt miệng nó đã qua rồi, bởi vì từ năm 2016 đến năm 2018 là đã kết thúc rồi, nó đáo hạn rồi. Không có lý do gì mà New York tiếp tục theo đuổi và chờ đợi cho đến khi ông Trump hết làm tổng thống để tiếp tục cuộc điều tra và dẫn đến việc truy tố. Thì ông Jim Jordan này, ông rất là bực mình về cái cuộc điều tra và dẫn đến việc truy tố một người ông tôn thờ và ủng hộ. Cho nên hiện nay đó, ông nhất định là yêu cầu phe công tố, trong đó có một cựu công tố viên, đây là ông Mark Pomeranz. Yêu cầu ông này, thứ nhất đó, có hai cái vấn đề của Hạ viện. Buộc phe công tố của New York đưa hồ sơ điều tra ông Trump sang cho Hạ viện theo dõi. Mà nếu không được á, thì ông buộc, ngoài cái chuyện hồ sơ đó rồi đó, là buộc luôn ra điều trần người công tố viên ông Pomeranz này chịu trách nhiệm điều tra hồ sơ của ông Trump. Thì bên phía New York họ chống đối dữ lắm. Bên phía New York họ nói no. Đây là cuộc điều tra hình sự của tiểu bang New York. Khi mà quốc hội, trong đó có Hạ viện đó, mà tìm cách chen lấn vào cuộc điều tra này, đó là hành động lạm quyền của quốc hội. Ông nói cái chuyện mà phân quyền, phân lập giữa liên bang và tiểu bang cần phải được tôn trọng trong hồ sơ này. Và ông đã kiện. Thế nhưng đầu tiên á, kiện lên tòa liên bang thì bên phía công tố viên thua kiện. Ông quan tòa trước đó một ngày tuyên bố là không, bên phía quốc hội có toàn quyền để chất vấn bất cứ ai liên quan đến cuộc điều tra này. Và yêu cầu bên phía công tố viên New York phải giao nộp hồ sơ và yêu cầu ông Pomeranz phải xuất hiện trước cuộc điều trần của Ủy ban Công tố của Hạ viện. Bên phía ông Alvin Bragg nói không. Bây giờ tôi, tòa bên dưới như vậy, tôi kiện lên tòa kháng án. Và quả nhiên thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay tòa phúc thẩm đã tuyên bố tạm thời cho phép việc ông công tố viên này không xuất hiện trong cuộc điều tra. Trong lúc chờ đợi xét xử. Cho nên hiện nay đó, mặc dù tòa dưới là buộc là ông công tố viên này phải xuất hiện, có thể là trong ngày hôm nay hoặc là tuần tới, theo ý chỉ của Hạ viện do Đảng Cộng Hòa nắm đa số. Nhưng mà bên phía Thượng viện nói
không. Trong lúc chúng tôi xét có 3 vị quan tòa thôi, trong lúc chúng tôi xét xem cái quyền có bị lạm dụng hay không, có dẫm đạp lên nhau hay không, họ muốn xét xem cuộc điều tra về hình sự có bị ảnh hưởng bởi quyền lực của Quốc hội hay không. Tuy nhiên, bên phía New York nói, chúng tôi sẵn sàng đưa lên tòa tối cao pháp viện vấn đề này. Thời sự thế giới tiếp tục ngay sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị cùng theo dõi.